Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con quay trở lại với tiết toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các con thân mến, ở các tiết học trước, các con đã học được rất nhiều kiến thức mới ở chủ đề 4, phép nhân, phép chia trong phạm vi 100. Ngày hôm nay, cô rất vui được đồng hành cùng với các con trong chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề 5, một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ. Và bài học đầu tiên trong chủ đề 5 đó là bài 30, mm. Bài học của chúng mình có ở trang 85, sách giáo khoa toán 3. Chúng mình cùng mở ra để cùng cô khám phá nào. Hoạt động đầu tiên đó chính là hoạt động khám phá. Vào ngày trời hè nóng nực như thế này, thì bạn robot đã mua một que kem và ăn. Sau khi ăn hết que kem rồi, thì bạn muốn đo xem là độ dày của que kem là bao nhiêu. Muốn đo độ dày của que kem thì chúng ta sẽ sử dụng thước thẳng có chia vạch cm giống như ở trên bảng của cô. Bây giờ chúng ta sẽ dùng que kem này và đặt lên thước thẳng. Sau khi đặt que kem thì các con thấy rằng que kem con này có độ dày là từ số 0 đến vạch chia đầu tiên ở trên thước thẳng. Vậy khi này thì chúng ta sẽ nói rằng que kem này dày 1 mm. Vậy mm là gì? Mm là một đơn vị đo độ dài. Mm được viết tắt là hai chữ m viết cạnh nhau. Và mối quan hệ của mm với cm và mét như sau. 1 cm bằng 10 mm. 1 mét sẽ bằng 1000 mm. Để củng cố lại kiến thức về mm thì cô xin mời các con cùng tham gia vào phần tiếp theo, đó là hoạt động. Bài tập số 1 trong phần hoạt động yêu cầu các con điền số. Ở đây, cô có hai đoạn thẳng, đó là đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD. Yêu cầu của đề bài đó là chúng ta hãy điền số vào xem là đoạn thẳng AB và CD này dài bao nhiêu mm. Quan sát thì chúng ta có thể thấy rằng đoạn thẳng AB dài 2 cm. Mối quan hệ giữa cm và mm đó là 1 cm bằng 10 mm. Vậy 2 cm sẽ bằng 20 mm. Vậy đoạn thẳng AB của chúng ta dài 20 mm. Tiếp theo sẽ là đoạn thẳng CD. Đoạn thẳng CD có độ dài là 3 cm. 3 cm bằng 30 mm. Nên số cần điền vào ô trống ở đây là số 30. Đoạn thẳng CD dài 30 mm. Cùng chuyển sang bài tập số 2. Yêu cầu của bài tập số 2 vẫn là điền số. Ở đây bài này gồm có 3 phần là phần A, phần B và phần C. Xoay quanh bài tập này sẽ là củng cố cho chúng ta kiến thức về mối liên hệ giữa mét, cm và mm. Nên để làm được bài này chúng ta hãy nhớ lại này. 1 cm thì bằng 10 mm. 1 mét sẽ bằng 1000 mm. Nên phần A chúng ta có 1 cm bằng 10 mm. 1 mét bằng 1000 mm. Phần B, 10 mm bằng 1 cm. 1000 mm bằng 1 mét. Phần C, 6 cm bằng 60 mm. 2 cm bằng 20 mm. Bây giờ sẽ là nội dung của bài tập số 3. Bài tập số 3 có câu hỏi đó là bạn nào dài hơn? Đầu tiên chúng ta có bạn thứ nhất là bạn ve sầu. Bạn ấy nói rằng chào Kiến, tớ có chiều dài là 3 cm. Bạn Kiến đã chào lại rằng chào ve sầu, tớ có chiều dài là 3 mm. Vậy để so sánh chiều dài của hai bạn này, chúng ta hãy chú ý đến đầu tiên. Bạn ve sầu nói là bạn ấy dài 3 cm. Và bạn Kiến nói rằng bạn ấy dài 3 mm. Chúng ta có 3 cm thì bằng 30 mm. Vậy thì 3 cm sẽ lớn hơn 3 mm. Hay nói cách khác là bạn ve sầu sẽ dài hơn bạn Kiến. Chúng ta cùng sang hoạt động tiếp theo là hoạt động luyện tập nhé. Bài tập số 1 yêu cầu các con tính. Ở đây chúng ta gồm có 6 phép tính. Khi tính những phép tính mà có đơn vị thì các con nhớ rằng
Phần kết quả chúng mình cũng phải kèm theo đơn vị giống như thế nhá. 250 mm cộng 100 mm bằng 350 mm. 420 mm trừ 150 mm bằng 270 mm. 25 mm cộng 3 mm bằng 28 mm. 64 mm trừ 15 mm bằng 49 mm. 11 mm nhân 3 sẽ bằng 33 mm. 50 mm chia 2 sẽ bằng 25 mm. Nội dung bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2 yêu cầu các con điền số. Ở đây chúng ta có một sơ đồ gồm có 3 cột. Cột màu xanh là gồm các số đề bài đã cho. Mỗi sợi dây sẽ dẫn đến một yêu cầu. Và thông qua yêu cầu này thì chúng ta sẽ phải điền những số còn thiếu vào những ô trống ở các ô màu xanh lá cây phía sau. Cô sẽ làm mẫu đầu tiên này. Màu xanh đầu, ô màu xanh đầu tiên có ghi 16 mm. 16 mm đi theo sợi dây màu hồng, chúng ta sẽ đến yêu cầu gấp 5 lần. Tức là chúng ta cần lấy 16 nhân 5 bằng 80. Vậy số cần điền vào ô trống sẽ là 80 mm. Tiếp theo chúng ta có 68 cm. Đi theo sợi dây màu xanh lá cây sẽ dẫn đến ô giảm 4 lần. Nên chúng ta cần lấy 68 chia 4 và được 17. Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm ở đây là số 17. 17 cm. Tiếp theo có số 15 mm. Đi theo sợi dây màu tím sẽ dẫn chúng ta đến ô trống gấp 4 lần. Vậy chúng ta cần lấy 15 nhân 4 và bằng 60. Vậy 15 mm gấp 4 lần sẽ được 60 mm. Cuối cùng là 78 mm. Đi theo sợi dây có màu đỏ, chúng ta sẽ đến ô giảm 3 lần. Vậy thì giảm 3 lần chúng ta sẽ lấy 78 chia 3 và bằng 26. Nên số cần điền vào ô trống là 26. 78 giảm 3 lần được 26 mm. Chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có đề toán như sau. Ốc sên đi từ nhà đến trường. Bạn ấy đã đi được 152 mm. Quãng đường còn phải đi dài 264 mm. Hỏi, quãng đường ốc sên đi từ nhà đến trường dài bao nhiêu mm? Phần tóm tắt nào? Đề bài cho biết ốc sên đã đi được 152 mm. Nên ở phần tóm tắt cô sẽ có đã đi 152 mm. Đề bài cho biết tiếp là quãng đường còn phải đi dài 264 mm. Nên cô sẽ có còn 264 mm. Đề bài hỏi chúng ta là quãng đường ốc sên đi từ nhà đến trường dài bao nhiêu mm. Nên cô sẽ có quãng đường chấm 2 chấm 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 mm. Phần bài giải câu trả lời sẽ là độ dài quãng đường từ nhà ốc sên đến trường là. Vậy thì độ dài quãng đường từ nhà ốc sên đến trường sẽ bằng tổng độ dài quãng đường bạn ấy đã đi được và quãng đường còn lại bạn ấy phải đi. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ có phép tính 152 cộng 264 bằng 416, đơn vị là mm, đáp số 416 mm. Bài tập số 4 nào? Bài tập số 4 có đề toán như sau. Cao Cao tập nhảy mỗi ngày. Ngày đầu tiên Cào Cào nhảy xa được 12 mm. Một tuần sau thì Cào Cào nhảy xa được gấp 3 lần ngày đầu tiên. Hỏi, khi đó Cào Cào nhảy xa được bao nhiêu mm? Chúng ta sẽ làm phần tóm tắt bằng sơ đồ. Đề bài cho biết ngày đầu tiên Cào Cào nhảy được 12 mm. Vậy cô sẽ có ngày đầu sẽ là một đoạn thẳng ứng với 12 mm. Tiếp theo đề bài cho biết một tuần sau thì Cào Cào nhảy xa được gấp 3 lần ngày đầu tiên. Vậy thì cô sẽ có một tuần sau sẽ là một đoạn thẳng dài gấp 3 lần đoạn thẳng của ngày đầu. Và đề toán hỏi chúng ta Cào Cào nhảy xa được bao nhiêu? Tức là hỏi cái đoạn gấp 3 lần này sẽ là bao nhiêu mm? Phần bài giải câu trả lời sẽ là
Sau một tuần, cào cào nhảy xa được là, vì là gấp 3 lần nên chúng ta sẽ lấy 12 nhân 3 và bằng 36 mm. Đáp số 36 mm. Qua tiết học ngày hôm nay thì các con đã học được những gì? Đầu tiên là các con đã nhận biết được đơn vị đo độ dài là mm. Tiếp theo chúng mình biết đọc và viết tắt đơn vị đo mm. Đồng thời, các con cũng đã thực hiện được phép tính cộng trừ với số đo mm. Sử dụng đơn vị mm để đo chiều dài của vật. Biết được mối liên hệ giữa hai số đo độ dài là mm và cm. Cuối cùng là chúng mình đã vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan tới đơn vị đo độ dài mm. Hy vọng rằng giờ học này là một giờ học thú vị và bổ ích đối với các con. Chúc các con học tập thật tốt nhé. Hẹn gặp lại các con vào những video lần sau.